Kéo lên bấm xuống này, em làm thử xem nào. Bấm một cái này này. Kéo lên, bấm xuống. Sao được rồi anh? Kéo lên, bấm xuống, kéo lên, bấm xuống, kéo lên, bấm thế này không làm được à? Thì vẫn còn có thể được, nhưng mà nó sẽ không được chủ quan.